Vietnam Airlines. Không có đồ chua, không có đồ cay là mình thấy Tuấn chết luôn. Cuối cùng thì mình Thi và Tuấn cũng đã đến khách sạn rồi đây. Tụi mình đang check in nè. Và vừa bước vào thì các anh chị nhân viên ở đây rất là dễ thương và nhiệt tình luôn. Bắt đầu thích nơi này rồi đó nha. Xem hình chúng mình đi dân của mình. Hôm bữa ra phường người ta chụp cho mình Thi. Mấy anh công an chụp cho mình Thi. Chó thì mới đẹp á. Chó không có đẹp đâu. Quỳnh, tụi mình thì đặt ở bên thứ ba mọi người, cho nên là cái bình trà, wow tí, chó, đấy để mọi người, ê mấy bịch này sang nha, cái bịch hộp với đôi dép nha, ê cái đôi dép hộp đồ nha, mày nghĩ vậy hả? Rồi thôi đi ra đi cho con quay cái mẹ ơi. Bây giờ mình Thi sẽ xếp đồ trong vali của mình Thi ra nha. Ở đây đẹp lắm luôn á mọi người ơi. Nãy giờ Tuấn khoái quá trời. Đầu tụi mình định là tụi mình sẽ ở đây một ngày thôi, xong rồi qua bên resort khác. Nhưng mà chắc là hôm nay tụi mình sẽ ở đây 2 ngày luôn. Xếp vali ra thôi. Thường thường những lúc mà mình Thi đi du lịch đó, mình Thi sẽ rất là làm biếng sửa soạn mọi người. Tại vì mình Thi muốn thoải mái để chơi thôi á. Nhưng mà đợt này là quyết tâm sẽ tác nghiệp thiệt là nhiều. Mấy bạn theo dõi mình Thi lâu, các bạn sẽ biết là mình Thi rất là ít khi nào chụp hình hay quay clip á. Nhưng mà đợt này sẽ cố gắng chụp hình thật là nhiều để update với mọi người. Ok, đầu tiên sẽ là một cái đầm rất là xinh, rất là lấp lánh của Long NG nha mọi người. Mình không biết đọc là Long NG, Long NG hay là Long Nguyễn nữa. Nhưng mà đó, một cái đầm rất là xinh. Mình Thi mặc size XS nha mọi người, rất là dễ thương. Không biết là mọi người có muốn mình Thi làm một cái video mà kiểu mình Thi sẽ mang những cái gì trong lúc mình đi du lịch không. Nếu như mọi người thích thì mua hay không mình cho mình Thi biết nha. Tiếp theo là một set đồ của Dior Jose. Một cái áo tay đỏ như thế này rất là xinh. Một cái chân váy cũng của Dior Jose luôn. Đợt này mình Thi đi mình Thi mang đến 9 bộ đồ luôn á mọi người. Một set đồ này rất là phù hợp với đi biển của Season Studio nha mọi người. Mình Thi có mặc cái này một lần rồi, không biết mọi người nhớ không. Mình Thi á, đồ đông á rất là ít luôn. Mình Thi nghĩ luôn Thi sẽ phải cần mua thêm đồ đông. Nhưng mà đồ đi biển thì rất nhiều, chưa bao giờ thiếu đồ đi biển hết. Một đống đồ này là chỉ đợi đi biển để được mặc thôi đó mọi người. Chân váy đi chung với cái đầm. Một cái đầm dài màu xanh rất là xinh. Mình Thi sẽ mặc cho mọi người xem. Cái đầm này thì mình Thi mua ở trên Shopee. Đồ màu trắng này của Tip Blue. Trắng đen rất là đẹp. Tơ đơ. Hứa là sẽ mặc hết đống này. Đi 3 ngày nhưng mà mang 9 bộ đồ nha mọi người. Mọi người xem hành trang khi mà Quỳnh Thi với Tuấn đi du lịch nha. Một hũ muối, trời nó ngon, dã man luôn. Nó ngon mà nó hợp ăn với trái cây kinh khủng, siêu cay luôn nha mọi người. Là một bịch trái cây mà hồi nãy Quỳnh Thi với Tuấn tấp vào để mua mọi người, để ăn thèm lắm, thích ăn trái cây chua lắm. Ui một lon uống thôi nào. Quá đã. Thì mới rửa một vài chiếc cốc, mình Thi sẽ làm mất ban cốc cho mọi người xem nha. Anh giống mấy người hay đọc sách lắm á Tuấn. Rửa mất ban cốc. Mất ban cái màu cái cốc. Không biết cái này đựng gì nha, nhưng mà mình Thi lấy mình Thi đựng muối. Đây, mình Thi sẽ làm mất ban cho mọi người coi nha. Ăn trái cốc. Cái này là cốc non. Cái muối này nó cay lắm mọi người ơi. Ngon quá. Còn mà trái cốc này đi nhỏ mà nhỏ xíu rồi, đã quá. Thích ăn đó, ở trong cặp con này luôn nè. Ăn gì á? Không biết ai vậy mà ăn vậy. Lâu quá mà Tuấn không làm mất ban đó mọi người. Nhớ bỏ cái đầu ra nha. Ăn đầu luôn. Mình ăn cái này chi chi cảm giác như mình ăn
uống vào vỏ xanh vậy? Đúng rồi, em cũng thấy vậy á. Cái vỏ á, có phải là vỏ xanh nó làm tụi này không bé? Chắc gì quá. Ừ. Em rửa chứ vỏ. Đúng rồi, chua. Ăn cái đầu chứ đó mà thôi. Trời dính quá Tuấn ơi, dính thiệt luôn á. Có một chút của khách qua ghé thăm nhà. Ừ. Hai khách luôn. Chú Thảo. Anh Thảo với anh Thảo. Hai khách luôn. Hôm nay một số việc mà có. Trời, có gì vậy? Có tạp chí hả? Tạp chí gì má, này bận việc mà. Giống quá, giống mấy người hay bận việc quá. Có chứ là chuyện hôm nay làm cái gì ta? Thì chụp hình đi ha. Ừ. Chụp lại đi, dặm lại đi mà phúng mắt hết rồi kìa. Phúng mắt hết rồi kìa. Anh mặt xoay tái rồi đó. Tới mặt này anh. Mặt hơi nhọt rồi đó. Ok ok. Để em coi kìa, phúng mặt luôn á. Mình có Netflix, có YouTube. Mình làm gì sao coi ta? Đi đây này có dịp ra được không? Ủa, có YouTube hả? Có YouTube được kìa, được rồi. Lâu lắm mà mới có người sử dụng hình ảnh nó tốt. Không lắm luôn rồi. Chúng ta bị đánh nữa không? Mình nãy giờ uống được hết nguyên tàn rồi, không có la đóng rồi. Một cái đóng rồi. Đúng rồi, cái nước cam này nó vậy đó. Chuẩn bị và dọn hót xong thì tụi mình bắt đầu di chuyển xuống dưới nhà hàng của khách sạn để ăn. Ở nhà hàng thì Quỳnh Thi thấy là bán đồ Tây nhiều hơn. Nhưng mà Quỳnh Thi với Tuấn thì lại thích đồ ăn Việt. Cho nên là ok, ăn để cho đỡ đói xíu nha. Phú Quốc là một trong những cái biển mà Quỳnh Thi thích nhất. Nếu mà du lịch biển ở trong nước, biển cũng như là bầu trời, Phú Quốc là nơi mà Quỳnh Thi cảm thấy đẹp nhất. Khi mà Quỳnh Thi nghĩ tới là mình sẽ đi biển ở đâu á mọi người. Cho nên là Quỳnh Thi có thể quay lại Phú Quốc bao nhiêu lần cũng được, không bao giờ chán đâu. Tranh thủ ăn nhanh một tí rồi tụi mình ra ngoài biển để ngắm hoàng hôn cho kịp giờ. Hoàng hôn ở Phú Quốc là một cái cảnh mà mọi người không nên bỏ qua, rất đẹp và thơ mộng. Với đoạn tay. Không hợp với đoạn tay hả? Ừ. Cũng được nữa. Cũng ngon nha mà là. Tay này nó hơi tay quá đúng không? Du lịch mọi người có hay đón nắng không? Trời, bò ngon luôn á. Đúng rồi. Em được đồ sống với lại không ăn được đồ hết, cái tái cũng sống như là sashimi hay là thịt mỡ cũng vậy, không ăn được. Nhưng mà thịt người một tối con sống không không ăn. Hèo à, về hải sản á thì hải sản mà sống á thì không có ăn được hèo với lại cá hồi, nhưng mà ăn được chai nhá. Mấy cái chai có cái con cái chiếc nữa thì mình thấy Tuấn sẽ tôi nghĩ là mình thấy Tuấn sẽ làm gì ta. Định là sẽ chắc bún ngoại đến ngày mai đi. Ngày mai có yến thì đi ăn bún ngoại ha. Mình thấy Tuấn định là sẽ đi ăn hải sản. Còn thấy có nói Tuấn là đợt này Tuấn đi Tuấn có quay vlog không? Thì Tuấn nói là không, có phải coi đâu. Có phải coi đâu quay. Lâu lắm rồi không? Lâu lắm rồi mọi người không quay vlog của Tuấn coi đúng không? Mọi người khỏi quay. Khỏi quay mọi người. Tuấn đâu phải gì đâu quay. Khỏi anh mẹ, anh bớt bớt vậy chưa, không quay anh chị.
qua mà má con có gì nói này nọ tôi. Nói gì sao này tướng trắng. Muốn coi gì qua nhà tôi coi. Quanh tôi diễn cho coi. Tôi học nhiều bài múa hay. Đây nè, Quỳnh Thi có cái này siêu hay. Học cũng không hay lắm bình thường. Bình thường. Không có hay lắm, thấy mình cũng bình thường nha mọi người. Nhưng mà Quỳnh Thi thấy nó hay cho nên là thật vậy đó. Chứ mày ồn quá, tao nhức đầu quá má. Tôi đọc cái màu. Bây giờ mình sẽ có cách đổ đầu tiên nha mọi người. Như là nước ha. Có không khí. Mọi người thấy không vậy? Mình sẽ xịt lên đồ luôn. Nó bung rất là đều và nó không có bị quá nhiều quá mọi người. Rất là phù hợp cho những buổi tối mình muốn đi chơi nhẹ nhàng. Hay là mình đi tiệc cũng được. Cái mùi thơm này nó rất là dễ thương, rất là dịu. Đẹp cho mình. Mức độ thứ hai. Đây là bông này nhiều kim tuyến hơn và nó cũng rời luôn. Nhưng mà Thi nghĩ là cái mùi nó phải ướt, nó mới có độ bám được. Anh em chưa? Nó bay quá trời luôn. Thứ ba là cái này là nó sẽ phù hợp cho mấy bạn đi biển đó mọi người. Như bây giờ Thi đi biển, và Thi cũng sẽ cầm hai cái này. Đây mọi người, sẽ focus cho đây nha. Mình sẽ xài cái này. Mình sẽ xài một xíu thôi. Từ nãy nó sẽ lỗ lắm á. Đó, chút xíu vậy thôi đi ha. Và cái này nó sẽ làm bóng hết nguyên một cái phần bả vai, cái phần vai của mình lên luôn. Mọi người thấy không? Cái này nó sẽ là hiệu ứng. Nó sẽ như thế này nè mọi người. Đó, mọi người thấy dám em chưa? Đó, thì cái này nó sẽ là ba sản phẩm mà người thi thường hay sử dụng để làm nhũ body để đi biển hoặc là đi tiệc gì đó. Tùy theo cái mục đích mà mình sử dụng vào buổi hôm đó. Khoe mọi người vậy thôi, chứ bây giờ mình sẽ đi đó. Bye bye. Hôm nay sẽ là một ngày di chuyển khá là nhiều cho nên là tụi mình sẽ cùng nhau dưỡng da nha. Đầu tiên sẽ là toner râu má của Skin 1004 Madagascar Centella. Quỳnh Thi luôn sử dụng toner trong tất cả các buổi skincare của mình để làn da được cung cấp và duy trì độ ẩm tốt hơn. Toner này giúp cho da của mình được phục hồi, làm dịu, kháng viêm, giảm thâm, kiềm dầu và sẽ giúp làn da của mình trở nên khỏe mạnh hơn. Toner chứa HA nè, chiết xuất râu má, adenoids, PHA và niacinamide sẽ giúp cho làn da của mình được phục hồi và dưỡng sáng từ sâu bên trong. Tiếp theo là một loại serum dưỡng sáng da giá hạt rẻ mà rất là quen thuộc với Quỳnh Thi luôn rồi. Đây là tinh chất dưỡng sáng da và giảm thâm của nhà Nine Wishes. Thành phần chính sẽ là glutathione, ức chế hoạt động sắc tố melanin, bảo vệ và làm lành các tế bào bị tổn thương. Ngoài ra thì còn có niacinamide là một dưỡng sức của vitamin B, giúp phục hồi các vấn đề về mụn nè, làm sáng da, chống oxy hóa và ngăn ngừa tình trạng lão hóa da sớm. Đồng thời sẽ hỗ trợ sẽ kết lỗ chân lông luôn. Giá thành hợp lý, phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên và các bạn mà vừa mới mụn xong có nhiều thâm mụn thì nên tham khảo thử nha. Chất của serum lỏng cho nên là khi lên da sẽ thấm khá là nhanh nhưng mà vẫn để lại một lớp ẩm trên da của mình. Nếu như mọi người theo dõi Quỳnh Thi lâu thì mọi người sẽ biết Quỳnh Thi là một fan rất là trung thành của serum Hyalucica Blue Serum của nhà Skin 1004 tại vì cấp ẩm rất là tốt và Quỳnh Thi sử dụng trước lớp makeup cũng rất là mướt luôn. Cho nên là sau khi mà thấy cái kem chống nắng cùng dòng này thì Quỳnh Thi phải thử ngay. Đây là tinh chất chống nắng của nhà Skin 1004 Madagascar Centella Hyalucica Water Fit Sun Serum với SPF 50+, PA 4+ và màng lọc tiên tiến. Nó sẽ giúp cho làn da của mình được bảo vệ dưới các tác động của tia UVA, UVB cũng như là bổ sung độ ẩm tăng cường cho hàng rào bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời. Đây là một dòng kem chống nắng hóa học phù hợp cho các loại da luôn, đặc biệt là da nhạy cảm và da kích ứng nha. Ngoài ra còn có thêm chiết xuất râu má và ba loại HA, niacinamide 2%, adenoids và vitamin E. Kem chống nắng này cấp ẩm như là một loại kem dưỡng luôn, cho nên là mấy bạn có thể bỏ qua bước kem dưỡng luôn để buổi sáng của mình có thể nhanh gọn lẹ hơn. Kết cấu mỏng nhẹ và tạo cảm giác rất là thoải mái, mướt ở trên da, thấm nhanh. Mọi người apply lên mặt cũng như là cổ trước khi 15 phút ra ngoài nha và thoa lại sau mỗi 2 tiếng nếu như mà mọi người tiếp xúc trực tiếp dưới nắng mặt trời nè. Thêm một chút má hồng và son nữa là tụi mình sẽ sẵn sàng cho một ngày mới rồi. Làm đi luôn, làm đi. Bơ bơ bí nha. Đẻ đi. Mày làm xấu thiệt luôn. Hello. Bây giờ Quỳnh Thi đang chuẩn bị pack hết đồ lại để chuyển qua địa điểm thứ hai.
Hôm nay là ngày thứ hai ở Phú Quốc rồi. Hôm qua giờ là Quỳnh Thi với Tuấn đi dữ dội lắm mọi người. Tuấn ngủ mệt mà ngủ ngáy, Quỳnh Thi ngủ không được thì phải lấy hai cái nút bịt tai để bịt lại. Bây giờ Quỳnh Thi đang chuẩn bị sắp xếp đồ lại, chắc là 2 giờ tụi mình sẽ check out. Thực sự đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Origin, Quỳnh Thi rất là thích khách sạn này. Một khách sạn 6 sao nha mọi người. Service rất là tốt luôn. Sáng nay Quỳnh Thi với Tuấn có đi ăn sáng. Nói chung là cảm thấy là cái không khí ở trong đây nó rất là dễ thương, nó ấm cúng á, ok đúng luôn á. Chắc chắn là lần tới Quỳnh Thi với Tuấn sẽ ở lại đây nếu như mà đi Phú Quốc nữa. Quỳnh Thi có nhờ khách sạn ngủ với Quỳnh Thi mấy bộ đồ này nhưng mà cũng chưa có mặc được. Ăn uống dữ dội luôn mọi người ơi, cho nên là bụng hơi xề đó chút xíu. Trời, định ở đây thêm một ngày nữa nhưng mà tụi mình lỡ khách sạn 3 ngày 3 chỗ luôn rồi. Cho nên là thôi bây giờ mình sẽ di chuyển nha. Coi đống đồ của tụi mình. Đó. Ôi là trời. Đây. Mình đi sẽ kêu Tuấn nha. Dậy bé ơi. Alo. Mấy giờ? 1 giờ rồi. Dậy má. Anh cảm thấy như thế nào khi ở đây? Rất là vui vẻ, là thoải mái. Sao sao luôn? Rất là xinh đẹp. Rất là xinh đẹp. Dịch vụ. Dịch vụ rất là chu đáo. Dạ. Chu đáo. Sorry với mọi người, tại vì mình không có nói chuyện anh gái. Tại mình nói chuyện không có chuẩn. Sẽ làm mọi người không có hiểu. Mọi người hiểu rồi, mọi người không biết đứng đây nói gì luôn. Quỳnh Thi soạn vali xong rồi Quỳnh Thi mang đôi dép người ta xuống. Nên bây giờ phải đợi đôi dép Quỳnh Thi xuống lại. Quỳnh Thi thích bộ móng này ghê. Nó có hình bông hoa. Tao hỏi đôi dép để đâu nhớ không? Ở dưới sàn. Chắc dưới sàn quá. Ở dưới sàn chắc luôn Quỳnh Thi. Chứ đôi dép thì thường là mang trong tủ lạnh. Trong tủ lạnh. Trong đá tủ lạnh không? Dưới sàn. Mày rồi quá. Mày á, mày mang dép mày để dưới sàn. Tao cử lắm mày ơi, tao về cắt đôi tủ à. Cắt cái tủ lạnh không? Áo. Chắc mày ở trong này luôn bé. Bé, chắc mày ở trong này luôn á. Ngày mai đi rồi mình xong rồi mình đi. Ha. Mai xong đi đâu? Mai xong rồi cái mình đi ăn, đi uống rồi đi đâu đó đi. Tại vì nó xong sớm lắm. 6 giờ xong. Ừ, xong sớm lắm bé, hiểu không? Mấy năm trước lúc mà định đi Phú Quốc đó là đã định đi chỗ nào ta quên. Mình nói chung cũng vui. Nhưng mà hôm nay mấy năm sau quay lại và biển rất là trong, cho nên là những bạn nào mà có ý định đi Phú Quốc thì mấy bạn hãy lựa dịp để đi nha. Thì sẽ phải xếp vali ra tiếp đây. Mọi người biết sao Quỳnh Thi phải đeo kính không? Tại mà Quỳnh Thi đang ghê quá cho nên là sẽ đeo kính. Đang đợi bạn trợ lý của Tuấn đến nữa là đủ đội nhé. Thi mới vừa thay đồ xong, không thấy đồ bây giờ thì sẽ phải đeo lên. Tốn nó hối lắm rồi. Uống thuốc chống nắng với lại thuốc chống da. Thank you.
yes, I'm a feel, but I don't wanna go if you ain't with me. Let's make a home, be all alone. So tell me, baby, where would you like to go? Maybe we'll drive from coast to coast. Tôi phải làm nước chấm nha mọi người. Có chích hương hoa hổ không ạ? Đúng rồi. Đây pha sẵn rồi nè. Đây là một cái món mà mình rất là thích. Mỗi lần mà ghé lại đây, châu múc. Mỗi lần ghé thứ nhất là sẽ nghe thứ quậy. Mình có cho hai chú múc vào. Đó là để được pha sẵn. Người ta muốn là ớt bột ngọt. Đúng rồi. Nó mặn nhiều hơn. Tụi mình sẽ đi đến chợ đêm nha. Tối nay tụi mình ăn đồ rất là healthy nha mọi người. Đây, mút băng tôi một giỏ nữa đây. Nữa rồi. Ngon quá. Ở đây mình có sáng kiên. Sáng kiên, ở gì đó tốt. Đòi kiên. Ừ. Thức thức. Ừ. Men đu. Men đu. Men đu. Cái gì chi? Chả, chả chi. Chả chi hả? Quên. Chả đồ. Lại từ đầu đi. Bò gì? Messed up, messed up, yeah.